Cô chào các con, hôm nay chúng ta qua phần môn tập đọc của tuần 27. Tiết trước các con học bài gì? Đó là bài vẽ ngựa. Bây giờ các con hãy lấy sách và cùng đọc bài. Bạn nhỏ muốn vẽ con gì? Bạn nào trả lời cho cô nào? Cô mời con. À, bạn nhỏ muốn vẽ con ngựa. Con giỏi lắm. Cảm ơn con. Tiếp theo nào. Vì sao nhìn tranh mà không nhận ra là con ngựa? Bạn nào trả lời cho cô nào? Cô mời con. À, vì bạn nhỏ vẽ không ra hình con ngựa. Giỏi lắm. Cô có lời khen con. À, qua bài cũ ngày hôm nay thì cô nhận thấy các con về nhà có đọc bài và nắm được nội dung bài. Cô có lời khen với cả lớp. Tuần 27 chúng ta sẽ học về chủ điểm thiên nhiên đất nước. Bài học tập đọc ngày hôm nay đó là bài Hoa Ngọc Lan. Các con chú ý lắng nghe. Hoa Ngọc Lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan, thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Và mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Bây giờ cô hướng dẫn các con đọc các từ khó mà các con đọc chưa đúng. Từ thứ nhất là hoa ngọc lan. Từ này cô lưu ý các con vần oa và vần an. Vần oa khi các con đọc thì tròn môi lại, còn bình an khi đọc kết thúc âm cuối là n thì các con nhớ đục lưỡi lên hàm trên. Đây là hình ảnh hoa ngọc lan. Từ tiếp theo, từ bạc trắng. Ở tiếng trắng có âm tr, khi đọc tiếng trắng thì các con cần cong lưỡi lên. Từ xanh thẫm, tiếng thẩm, các con lưu ý cho cô vần âm và thanh ngã. Khi đọc tiếng có thanh ngã, các con cần lên cao giọng. Lấp ló. Lấp ló có nghĩa là lúc ẩn lúc hiện. Từ duyên dáng. Tiếng duyên có âm giờ ghép vần uyên. Khi phát âm tiếng có vần uyên thì các con cần tròn môi lại. Duyên dáng là vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng từ một cử chỉ, một hành động nào đó khiến cho mọi người yêu thích. Từ ngan ngát, cô lưu ý tiếng ngát có vần áp kết thúc bằng âm tờ thì khi phát âm tiếng có vần áp thì các con cần đục lưỡi lên hàm trên. Bây giờ cô mời các con đọc lại các từ khó này nhé. Hoa ngọc lan, bạc trắng, xanh thẫm, lấp ló, duyên dáng, ngan ngát. Tìm xem trong bài có bao nhiêu câu. Đầu dòng được viết hoa, cuối câu có dấu chấm câu. Câu 1 là từ ở cho đến ngọc lan. Câu 2 từ thân cây cho đến bạc trắng. Câu 3 từ lá dày cho đến xanh thẫm. Câu 4 là từ hoa lan cho đến kẽ lá. Câu 5 là từ nụ hoa cho đến trắng ngần. Câu 6 là từ khi hoa nở
cho đến duyên dáng. Câu 7 là hương lan cho đến khắp nhà. Câu 8 là phần còn lại. Vậy trong bài này gồm có 8 câu. Bây giờ cô hướng dẫn các con đọc từng câu. Câu 1. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Câu này hơi dài nên cô ngắt chữ em. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Câu 2. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Câu này cô ngắt hơi chữ cao và chữ to. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Câu 3. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Câu này cô ngắt chữ dày, chữ tay. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Câu 4. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Câu 5. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Câu này cô ngắt ngay chữ xinh. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Câu 6. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Trong câu này cô ngắt ngay chữ nở. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Câu 7. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vậy cô ngắt hơi ngay chữ ngát và chữ vườn. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Câu 8. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Trong câu này cô ngắt ngay chữ lan, chữ sáng. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Rồi, bây giờ các con sẽ đọc lại từng câu cho cô nhé. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Rồi bây giờ mời các con đọc từng câu cho cô nhé. Bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu trong bài có bao nhiêu đoạn. Đoạn 1. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Vậy trong đoạn này có 3 câu. Đoạn 2. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vậy trong đoạn này gồm có 4 câu. Đoạn 3. Và mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Vậy bài này gồm có 3 đoạn. Bây giờ cô và các con đọc toàn bài. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp
lan lên mái tóc em. Hôm nay các con sẽ ôn hai vần, đó là vần âm và vần ắc. Hai vần giống nhau, đó là âm á đứng trước, và khác nhau, vần âm, âm mờ đứng sau, vần ắc thì âm bờ đứng sau. Hai vần khác nhau cho nên đọc cũng khác nhau. Á mờ âm, âm, á bờ ắc, ắc. Vậy các con tìm tiếng trong bài có vần nào? Đó là tiếng khắp. À, tiếng khắp mang vần ấp. Để trong bài không có tiếng mang vần âm. Chúng ta qua hoạt động tiếp theo, đó là nói câu chứa tiếng có vần âm và vần ấp. Cô có hình ảnh như sau. Đây là một vận động viên đang ngắm bánh vào một cái tâm điểm hình tròn. Cô có câu: vận động viên đang ngắm bánh. Vậy trong câu này tiếng ngắm có mang vần âm. Vận động viên đang ngắm bánh. Có một học sinh đang sắp xếp sách vở rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp. Cô có câu: bạn học sinh rất ngăn nắp. Vậy trong câu này tiếng nắp có mang vần. Bây giờ các con hãy tìm thêm cho cô những câu có chứa tiếng vần âm và vần ấp thật là nhiều nhé. Để hiểu rõ nội dung bài đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động tìm hiểu bài. Nụ hoa lan màu gì? Các con xem lại nội dung bài đọc và chú ý đoạn 2. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. À, đây là đáp án của nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Cô cho các con xem, đây là nụ hoa lan trắng ngần. Trắng ngần có nghĩa là một trắng bóng, có vẻ đẹp, tinh khiết, sạch sẽ. Vậy đáp án của câu trả lời đó là nụ hoa lan màu trắng ngần. Chúng ta qua câu số 2. Hương hoa lan thơm như thế nào? Các con tiếp tục xem đoạn 2. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vậy câu hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà là câu trả lời cho câu hỏi số 2. Hương hoa lan thơm ngan ngát. Nội dung của bài đọc này nói lên tình cảm của bạn nhỏ đối với hoa ngọc lan. Để kết thúc tiết học ngày hôm nay, cô có trò chơi như sau. Thi đua tìm nhanh tiếng có vần âm và vần ấp. Đội A tìm cho cô tiếng có vần âm. Đội B tìm tiếng có vần ấp. Đội nào tìm được nhiều tiếng và nhanh thì đội đó thắng cuộc. Các con đã nắm được chưa? Hôm nay các con đã học bài tập đọc gì? Qua bài học ngày hôm nay, các con rút ra được điều gì? Qua bài học ngày hôm nay, rút ra cho các con đó là các con không bẻ cành, hái hoa ở trường học, công viên hoặc ở nơi công cộng khác nha các con. Về nhà các con đọc lại bài Hoa Ngọc Lan. Tìm tiếng ngoài bài và đặt câu chứa tiếng có vần âm hoặc vần ấp. Chuẩn bị bài Ai dậy sớm. Con đọc trước bài và tìm hiểu nội dung bài Ai dậy sớm cho cô nhé. Tiết học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các con học thật là tốt, học thật là chăm ngoan. Cô chào các con.